Nhà đất xin chào quý anh chị ạ. Và đây ạ, trước hết nhà đất giới thiệu về lô đất chúng ta này. Nhà đất đang đứng ở tại một cái chợ đấy nha quý anh chị. Một cái chợ họp buổi chiều và buổi sáng đấy ạ. Và ngay cách cái chợ chúng ta về tới ngã ba của đường quốc lộ 14C thì khoảng 50 mét nha quý anh chị, khoảng 50 mét thôi. Ra tới ngã ba của quốc lộ 14C. Và đối diện ngay ngã ba đó thì chúng ta lại có một cây xăng ạ. Một cây xăng ở ngay đó đấy ạ. Và đây là một cái chợ nha quý anh chị, một cái chợ tương lai sẽ thành một cái chợ lớn ở đây ạ. Bây giờ dân đây đang họp chợ về buổi chiều và buổi sáng ạ. Ở đây, lô đất hôm nay nhà đất đang tải lên là cách cái chợ của chúng ta khoảng cỡ tầm 40 mét thôi nha quý anh chị. 40 mét, đây là con đường dầu liên huyện giữa Chư Sê và Chư Bờ Đông. Từ vị trí của chúng ta về tới trung tâm ủy ban nhân dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, nhà thờ, nhà chùa, bệnh viện, bán kính trong vòng 2 cây số đổ lại nha quý anh chị. Chỉ 2 cây số thôi ạ. Theo con đường này là chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân xã. Và cũng theo hướng này chúng ta ra tới quốc lộ 14C thì chỉ bán kính trong vòng 50 mét thôi nha quý anh chị. Chỉ 50 mét về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Bờ Đông, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện, nhà thờ, nhà chùa thì bán kính trong vòng 14 cây số nha quý chị. 14 cây số ạ. Về tới trung tâm thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai thì khoảng 32 cây số. Và cũng theo con đường này chúng ta ra tới quốc lộ 14A thì bán kính trong vòng khoảng 8 cây số nha quý chị, 8 cây thôi ạ. Đó là về lô đất đường đi nối lại, vị trí lô đất chúng ta nó đi về trung tâm ủy ban dân huyện, đường xá nó là như vậy ạ. Và hôm nay nhà đất đang tải lên là một lô đất theo con đường đây, theo mặt đường đây ạ. Đây là con đường liên huyện nha quý anh chị, đường dầu. Đang có dự án mở rộng của tim đường này khoảng 22 mét nha quý anh chị. Đi thông theo hướng này chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê ạ. Cũng theo hướng này chúng ta về tới ủy ban dân huyện Chư Sê, quốc lộ 14A thì bán kính trong vòng khoảng 15 cây số ạ. Và hôm nay nhà đất đang tải lên là một mảnh đất theo mặt đường đây là 102 mét nha quý anh chị. 102 mét ạ. Ở đây bắt đầu vào tới ranh giới lô đất chúng ta đây ạ. Đất chúng ta bên đây nhá, đất chúng ta bằng với mặt tiền đường. Và đây, từ vị trí này chúng ta về tới chợ chỉ 50 mét thôi ạ. Ra tới quốc lộ 14C chỉ khoảng cỡ tầm 80 mét là chúng ta về tới quốc lộ 14C đó. Quý anh chị thấy đó ạ. Bảy mươi mét thôi à? Không liền với đây à? Đây ạ, ranh giới chúng ta từ đây nha quý anh chị. Xin lỗi quý anh chị, lô đất đây của chúng ta là 70 mét, chiều sâu là 50 mét ạ. 70 mét đây ạ. Theo hướng này là 70 mét. Và lại cách một lô nữa thì lại có 32 mét nữa. Tức là tổng hai miếng là 102 mét của một chủ. Nhờ nhà đất đăng tải lên để bán cả hai tài sản này nha quý anh chị. Và đây là cái đường để đi vào, có một căn nhà cấp 4 nhỏ. Căn nhà này thì chúng ta không tính ạ. Và cũng có điện đầy đủ, điện giếng đầy đủ nhá. Hiện tại trong đất bây giờ có khoảng 500 trụ tiêu. Toàn bộ trụ tiêu bê tông hết. Tiêu thì chết hết rồi không tính ạ. Gia chủ đang trồng cây chanh dây. Khoảng 500 trụ tiêu bê tông nha quý anh chị. Đây ạ, đây là con đường liên huyện Chư Sê và Chư Bờ Đông này ạ. Để nhà đất giới thiệu cho quý anh chị, đây là một lô đất ở tại huyện Chư Bờ Đông nha quý anh chị nhé. Cái lô này nó cách cái lô đó bao xa? 30 mét thôi. 30 mét vẫn theo bên hướng bên đây hả? Hơn 30 mét. Đây ạ, anh chủ đất đây ạ. Một lô đất ở trên đây là 70 mét mặt tiền đường đây nha quý anh chị. 75 mét ạ? À? À rồi, 75 mét. Còn lô cách của chúng ta khoảng 30 mét nữa thì lại tới tiếp một lô cũng của một anh chủ đây. Đó. Là 30 mét lô kia ạ? Rồi, cái này 75 mét. Vậy là 105 mét tổng cộng của anh.
Rồi ạ. Phải nói một lô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời nhá. Đây là nhất nói rõ là ranh giới đó, chúng ta từ đây lên vị trí chiếc xe kia là 75m. Và cách một nhà đây nữa thì tới lô đất chúng ta ở dưới này lại có 30m nữa ạ. Tức là 30m đây cùng một chỗ luôn với cái nhà 75m đây. Và cách một nhà ở giữa đây là tới lô đất của mình ạ. Khu dân cư ở đây thì quý anh chị thấy đấy ạ, ở rất chi là đông nhá quý anh chị nhá. Nô đất theo mặt tiền đường đây là 105m. Con đường này đang được có dự án làm nha quý anh chị. Đây là đã có vạch đường hết đây rồi. Đất nhắc lại con đường này lộ giới tổng con đường này là 22m nha quý anh chị, 22m. Dạ. Cái vườn điều đây ạ. Và đây, một lô đất cách chỉ cách một nhà là lại có một lô đất ở đây là 30m theo mặt đường đây nhé quý anh chị. Toàn bộ trong đất bây giờ gia chủ trồng điều hết ạ. Trồng điều hết đây ạ. Tức là cả hai lô đất của một chủ nhờ nhà đất đăng tải lên để bán với tổng diện tích theo mặt đường đây là 105m. Rồi được rồi anh ơi. 105m. Chiều sâu của chúng ta trung bình là 50m nha quý anh chị. Gia chủ đưa ra tổng cả hai tài sản đây 105m mặt đường với cái giá 2.950.000.000 bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị. Có thương lượng nhé quý anh chị. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây để đầu tư sinh lời hoặc về đây làm ăn kinh doanh mua bán thì liên hệ ngay với nhà đất, số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ cho quý anh chị tham khảo để chúng ta về đây trực tiếp để xem lô đất của chúng ta để chúng ta giao dịch với trực tiếp chủ nhà chúng ta mua bán ạ. Đó quý anh chị thấy đây ạ. Phải nói một lô đất quá đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư với cái giá hợp lý nha quý anh chị. Đấy quý anh chị thấy ở đây toàn bộ khu dân cư ở đây ở rất chi là đông. Theo hướng này chúng ta ở trong này cũng có một cái xã, có hai cái xã theo con đường đây. Từ vị trí đây về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2 bán kính trong vòng khoảng 4 cây số nha quý anh chị, khoảng 4 cây ạ. Khoảng 4 cây số thôi. Phải nói một lô đất đầy tiềm năng cho quý anh chị đầu tư khi con đường này đã hình thành lên. Làm lại thì chúng ta sẽ lô đất chúng ta sẽ đầy tiềm năng nhé quý anh chị nhé. Với cái giá cả này gia chủ đưa ra quá hợp lý luôn. Bởi vì ngay ở trên con đường quốc lộ 14C kia và ngay chỗ chợ đó bây giờ giao dịch cái giá 100 triệu một mét tới 120 ạ. Đất chúng ta chưa có thổ cư nhé quý anh chị nhé. Nếu quý anh chị nào đầu tư mua miếng đất đây thì đất ở đây gia chủ nói lên được thổ cư nhá, mà gia chủ chưa có điều kiện để lên được ạ. Với cái giá lên thổ cư ở đây bây giờ khoảng cỡ tầm 40 triệu 100 mét vuông nhé quý anh chị. Khoảng 40 triệu 100 mét vuông. Rồi, quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Và bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam của nhà đất để biết vị trí lô đất và khu dân cư đường đi nối lại nó thuận tiện thế nào ạ. Và bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.